đầu của anh sao nó to vậy? Đúng rồi, vậy bây giờ làm sao đây ta? À, thấy rồi. Ô, đã sạch gạo. Keo dính chuột. Nó có vui chưa? Nãy vui đó, thà mình dơ xong rồi mà trong bụng mình vui. Thà mình dơ xong rồi mà trong bụng mình vui. Lẹ lên. Nhưng mà thà mình sạch mà trong bụng mình không vui. Đúng không? Nên tôi thấy là phải như vậy thôi. Thua thì cũng thôi, thì tôi không quan trọng thắng thua. Mà tôi chơi dở thiệt. Có điều gì nhận xét về đồng đội Bích Phương không ạ? Đồng đội Su Bà Đẻn. Su đồng đội dở. Đồng đội như con khỉ vậy đó. Phương ơi, Phương ơi, sao nãy em thở như con trâu vậy Phương? Tụi nó đi đi. Lúc đấy em thở chánh niệm thì nó phải hơi thở nào ra hơi thở đấy. À, quy là em tập yoga thiền đúng không? Đúng. Mình phải hơi hơi thở nào ra hơi thở đấy, nó làm mà anh mất tập trung mà hay nào. Đúng rồi, em thở là cái nó lạnh cái gái của anh quá. À thế à? Thôi xin lỗi, em đâu có biết lúc đấy anh bảo chánh niệm thế này, chánh niệm theo đấy. Bọn mình đẹp quá. Răng em có gì? Không sao đâu, nhìn như là chưa cạo vôi răng vậy đó. Lại những giọt mồ hôi của em quyện vào những hạt bột mì thành những cục. Nghiệp ha, đi chơi xong rồi đầu đập, xong rồi giờ tưng tưng, rồi mặt mày thì bày hay. Cũng hôm nay cũng vui mà. Vui đúng không em? Hôm nay là một ngày rất vui luôn. Vui đó, hôm nay vui đó. Mà lý ra là không vui thế thôi, bọn mình tự điên với nhau. Đúng rồi. Đúng là một ngày cuối cùng thật là nhiều màu sắc. Ngày cuối ghi hình rồi, mình có cảm xúc gì không ạ? Có cảm xúc là sẽ muốn được có mùa 2. Và sẽ cố gắng từ giờ đến tối, nếu như mà còn game nào là chúng tôi sẽ chơi hết, mình chơi vui hết cơ. Đúng rồi. Cho những game cuối của ngày hôm nay. Đừng đâu có còn cơ hội đâu. Nên chúng tôi sẽ lăn xả, chúng tôi sẽ tương những đầu và những răng giả và những tóc giả rơi xuống đất. Mình đi vô đi mưa, cái trời đánh cái hai đứa là xui luôn đó, cái trời đánh. Bao gói này, bao gói này bán sao chị? Cái gói này là 150 à, chứ mà bán cái bao gói không hả? Bao gói đây. À, cái bao không là nhiêu tiền? Cái bao không cũng thế. À, ủa cái gói lấy đâu? Cái gói 150 mà cái bao không cũng 150. Vậy thôi giờ cho em xin cái ruột đi. Hợp lý, hợp lý. Có trắng ở đó không anh? Cái này trắng đây hả chị? Đây gọi là đồng hồng không? Là của người dao đỏ. Anh chưa biết. Ăn ngon không mà anh nhìn lại nó ngon. Mà bị anh thử cái này rồi ngon. Cái này đồng hồng có muối không chị? Đúng rồi, muối này có vị. Không nhân như mọi người nha, không có nhân gì trong. Nhưng mà nó chỉ là gạo nét, nét đó. Nét đúng rồi, miệng chứng kiến vậy. Miệng đàng hoàng nha, không phải như miệng ở đây. Cái hơi miệng bà hàng nè. Trời ơi, cái miệng. Cái mì này cắn rồi thì thôi à, ăn luôn đi này chứ ai dám ăn nữa. Mì này còn bày hay hơn nữa. Ngon không? Ngon rồi. Có ai muốn ăn không mọi người, trải nghiệm đi. Thực ra một cái có 200 ngàn à. Trải nghiệm. Ai trả tiền chú? Tôi trả tiền. Ngon á, ăn cái đó rồi trong đói luôn á. Đúng đúng. Ăn không? Nay bao tiền cái chị? Trời ơi. Vậy thôi chị phát cho đoàn phim mỗi người cái cho em đi, em trả tiền. Thôi đi cái, thôi đi đem hết đây.
ngon và nếp dẻo, nếp dẻo thơm, muối đậu mềm mặn, vậy thôi đơn giản. Kiếp ăn phụ á, bỏ cái chấm kìa. Cái màu này cái loại lá cây nữa. Anh Bình. Mặt sủi vậy? Mặt gì tôi nghĩ vậy ha? Mặt anh sao á? Mặt anh này là mặt sao? Gì vừa rồi là thế? Ê, như con chó bóc đồ đúng không? Đồ nó có gì á? Mặt này là mặt người dám. Mặt này là mặt người dám. Chẳng quấy rồi chị Phương đỡ nhão chưa ạ? Chị là chị bị bệnh lý lo mãn tính. Chị sẽ cố gắng sửa chữa, chị biết là nó cũng hơi ồn. Nhưng mà xin mọi người cho chị thời gian. Nếu như chị có cơ hội được tham gia mùa 2, nhất định là chị sẽ bớt lý lo xuống ạ. Đâu, tôi thấy lý lo thì đáng yêu mà. Đâu, tôi thấy lý lo đáng yêu mà. Chứ ba đáng yêu mà tại sao phải bớt? Hội thế gian tình là chi? Thanh em có tập thể dục luôn đi. Có, em tập mà. Có à, Thanh em yếu đuối quá. Ủa gì vậy? Tại anh quá. Yếu cái gì? Người ta mới chiến thắng mình đã yếu. Người ta mới chiến thắng mình đã yếu. Ê, quê. Rồi qua chơi cái kia thì hả, cho trúng ngay cái mép tai thôi à. Mà khóc hụ. Em là em làm cho fan của em qua tấn công tôi đó. Bây giờ một là chương trình cắt cái phim đó. Hai là em đang giả bộ dùng kỹ thuật biểu diễn để em khóc để cho fan em tấn công tôi. Là bữa Thiên Ngân cũng làm một lần rồi. Thiên Ngân đó, anh ơi chơi mạnh em đi, chơi mạnh em đi. Em thích anh mạnh lắm, chơi em mạnh lắm đi. Cái chơi mạnh xong rồi cái hả là fan tấn công tôi. Bây giờ em là chơi cái chiêu cũ đúng không? Có, em thì em không có khóc, nhưng mà tự nhiên nó đau quá, xong nó văng, nó kiểu thấy tóa đông đó rồi nữa, xong rồi nó bị sốc, xong rồi nước mắt nó tự chảy á. À, nước mắt tự chảy. Ghê thiệt. Vậy là bị liên tiếng lệ. Lệ tiếng lệ không đều tiếng được nước mắt. À đúng rồi. Ok xong rồi qua bên đây hắt bột vô mắt người ta nữa. Ừ, mà em xin tuyên bố là em với anh Lâm không đội trừ chung. À, cái này fan em tấn công đúng không? Đúng. Trời ơi, quá trời. Fan em nhiều không? Không thể nào mà nhiều bằng anh được. Trời ơi, vậy tôi sẽ kéo qua tấn công em. Nhưng mà anh là người có lỗi mà sao anh tấn công người đúng, ta? Tôi là chơi thủ đầu, tôi thủ đầu. Bên cạnh đó tôi còn kêu fan Quýt Phương nữa. Thôi, anh tự xử lý một mình đi. Fan em thì gỡ gầu giúp em. Quá trời gầu rồi, tới chỗ nào quá luôn. Bụi em ơi, em bay gào qua đây em ơi. Bây giờ nè, rất là nhiều nhãn hàng dầu gội đang chờ đợi chúng ta. Thì bây giờ tưởng tượng đầu chúng ta đang bị gào đi. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái TVC để mà nhãn hàng vô và mời chào nhãn hàng. Rồi bây giờ tôi trước nha. Ok. Ôi, thời tiết ở Sapa này thật là lạnh, làm gào của ta chảy cục. À, nhớ gào mà chảy cục, gào phải đóng chứ sao mà chảy được. Lại đi, tôi là nét diễn của tôi. Lại đi, xin lỗi. Nha, tụt mút nha. Thời tiết ở Sapa dạo này lạnh quá, làm da đầu của mình chảy cũng như là gào ê hề. À, ngứa quá. Trời ơi, gào của anh sao nó to vậy? Đúng rồi, vậy bây giờ làm sao đây ta? À, thấy rồi. Ô, đã sạch gạo. Keo dính chuột. Nó không vui chưa? Chết rồi. Thấy chưa, không phải mình tôi đâu. Bé Lily khách mời em hỏi tôi thôi nữa chí mạng chưa. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy. Không còn tâm trạng gì quay cả.